Bốn kiểu người không nên kết giao. Có là bạn bè cũng đừng bao giờ thân thiết, tin tưởng, kẻo có ngày trắng tay. Kính thưa quý vị, bạn bè cần gì số lượng, cho dù ít nhưng tin được nhau mới là quan trọng nhất. Trong cuộc đời này, bạn có cơ hội quen biết và gặp gỡ rất nhiều người. Có người thế này, có người thế kia. Nhưng với bốn kiểu người dưới đây, bạn nên tuyệt đối tránh kết thân, cũng đừng tin tưởng giao trọng trách gì cho họ, kẻo mất cả bạn bè lẫn tiền bạc. Niềm tin và lòng tốt rất đắt, đừng phí hoài cho những người không xứng đáng. Đầu tiên, những người lợi dụng đạo đức để lừa gạt. Xã hội hiện nay xuất hiện rất nhiều tình trạng lợi dụng hai tiếng đạo đức để ép buộc, dẫn dắt hành vi và tâm lý người khác. Lấy ví dụ về một bức ảnh chụp cảnh bà cụ quỳ gối trước mặt anh cảnh sát giao thông. Nếu có người chứng kiến toàn bộ sự việc, họ sẽ biết sự thật hóa ra lại là anh cảnh sát bắt phạt một người tài xế đang lái xe trong tình trạng say rượu, nhưng mẹ anh tài xế cứ quỳ xuống để xin tha cho con trai. Tuy nhiên, nếu người ngoài không biết chuyện nhìn vào, họ sẽ lầm tưởng bà cụ mới là người bị bắt nạt và phẫn nộ về hành vi của cảnh sát. Hai mẹ con người tài xế đã lợi dụng tâm lý này để tạo áp lực khiến cho anh cảnh sát bối rối, không thể thực hiện hành vi xử phạt của mình. Có thể thấy, bà mẹ đã lợi dụng khía cạnh đạo đức của những người xung quanh để mà tư lợi cá nhân. Nếu kết giao với kiểu người này, khi họ tới nhờ vả xin giúp đỡ với vô vàn danh nghĩa về đạo đức, về tình nghĩa bạn bè bấy lâu, thì chúng ta sẽ rơi vào thế yếu mà không thể từ chối họ. Đây là điển hình của tính ích kỷ, chỉ để ý tới cái lợi riêng mình mà không đặt bản thân vào vị thế, cảm xúc của người khác. Thứ hai, người sống theo tiêu chuẩn kép. Đây là kiểu người thích dùng đạo lý, dùng các tiêu chuẩn của thánh nhân để mà đánh giá người khác, nhưng bản thân mình lại chỉ sống theo sở thích và mong muốn của cá nhân. Họ đối xử khắt khe với người khác, muốn người khác hành xử hợp lý hợp tình và sẽ là người đầu tiên đứng ra phê phán gay gắt nếu bắt gặp một lỗi sai dù lớn dù nhỏ. Tuy nhiên thì bản thân những người sống theo tiêu chuẩn kép luôn dễ dãi với chính mình, từ đó buông thả mình trong lối sống vô nguyên tắc, không thể làm nên việc lớn. Thứ ba, kiểu người thích bắt nạt kẻ yếu. Người sống càng lương thiện, hiền lành thì càng dễ bị kiểu người này tìm cách bắt nạt, lợi dụng triệt để. Khi bạn càng nhân nhượng, họ sẽ càng lên tới. Nhưng khi bạn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, họ lại trở nên kiêng dè, sợ sệt mà không dám làm gì quá đáng. Nếu coi kiểu người này là bạn bè, chúng ta có thể sẽ phải trả giá đắt vì bị phản bội và đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Trong lúc ta gặp khó khăn nguy cấp, thay vì chìa tay ra giúp đỡ, rất có thể chính họ sẽ thêm dầu vào lửa, góp gió thành bão để đứng sau mưu lợi từ sự thất bại của chúng ta. Thứ tư, kiểu người thích giả nhân giả nghĩa. Cho dù luôn miệng nói lời nhân nghĩa đạo đức, hành vi của kiểu người này lại khiến cho người ta phải đề phòng, tránh xa và không dám tin tưởng. Người xưa có câu miệng nam mô, bụng một bồ dao găm chính là sự miêu tả điển hình nhất cho kiểu người này. Kết giao với kẻ thích giả nhân giả nghĩa, anh ta có thể nói lời rất tốt cho bạn nghe, không phải vì anh ta thực sự nghĩ thế, mà vì những lời đó có lợi cho anh ta. Kiểu người này coi trọng và đặt nặng ích lợi lên trên cả nguyên tắc cá nhân lẫn tình nghĩa bạn bè. Mức độ đáng tin của một người không thể hiện hết qua lời nói, thế nhưng lại phản ánh thông qua hành động của họ. Muốn hiểu được một người, bạn chớ nên nghe họ nói gì, mà hãy chú ý xem họ làm gì, vì hành vi mới bộc lộ rõ nhất bản tính và suy nghĩ của con người. Kết thân hay đặt lòng tin vào một người trong bốn kiểu người trên thì sẽ khiến cho bạn phải trả giá đắt, vì dù là bạn bè thân thiết, họ vẫn có thể trở mặt và đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào. Do vậy, muốn chọn bạn mà chơi thì chọn ít người nhưng thực sự đáng tin cậy, để kết giao vẫn tốt hơn cả.
ba điều phụ nữ cần buông bỏ để có cuộc sống hạnh phúc. Kính thưa quý vị, phụ nữ bản lĩnh phải biết buông đúng lúc, đừng để con tim lấn át lý trí để rồi hối hận, đau khổ cả đời. Chuyên gia tâm lý Tuệ An cho rằng, phụ nữ hãy học cách buông bỏ để khiến bạn cảm thấy thư giãn, bình yên và hạnh phúc hơn. Mọi người đều có một quá khứ buồn. Nếu cứ giữ mãi những nỗi buồn đó trong tim, nỗi đau sẽ chồng chất nỗi đau. Mỗi lần nhớ lại là thêm một lần rơi nước mắt. Dưới đây là ba điều phụ nữ nên buông bỏ nếu muốn cuộc sống của mình luôn hạnh phúc. Buông sự phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương. Dù đối phương là người yêu hay là người chồng của mình, người ta hứa sẽ chăm lo cho mình cả đời, nhưng chúng ta cũng đừng vội tin vào những lời hứa đó. Nhất là phụ nữ chúng ta phải có bản lĩnh trước những lời nói mật ngọt của đàn ông. Đừng nghe những gì đàn ông nói, hãy xem những gì anh ta làm. Đừng nghe đàn ông hứa, hãy xem anh ta có chịu được trách nhiệm cho những gì mình đã nói ra hay không. Chúng ta đừng vội vì một vài lời nói mật ngọt, một vài hành động ga lăng của đối phương mà trao cả tấm thân của mình, rồi bắt đối phương phải làm đủ thứ cho mình được vui, được hạnh phúc. Điều đó là khó có thể làm được. Bạn phải ý thức được rằng hạnh phúc của mình là do chính mình tạo ra, đừng chờ đợi một ai khác mang tới. Nếu có anh chồng nào đó nói rằng anh lấy em về, em chỉ cần ở nhà thôi, mọi thứ khác để anh lo, thì chúng ta đừng có vội mừng mà làm theo. Chúng ta vẫn cần có sự độc lập một chút về tài chính. Ít nhất chúng ta có thể tự lo được cho chính mình. Ít nhất chúng ta không trở thành gánh nặng của đối phương. Không biết cuộc đời sẽ ra sao, ngày mai sẽ thế nào, nên kể cả khi họ gặp những biến cố khủng hoảng, thì mình cũng có thể giang tay ra để giúp đỡ họ. Vì thế là phụ nữ, hãy nhớ rằng đừng dựa dẫm vào đối phương, phải học cách đứng vững trên đôi chân của mình. Từ bỏ suy nghĩ và mong cầu thay đổi người khác. Ai cũng than phiền nỗi đau, nỗi khổ rằng chồng con như thế này, như thế kia, và đa số là muốn thay đổi người khác theo ý của mình. Làm thế nào để chồng yêu thương tôi? Làm thế nào để chồng tôi chuyển hóa được? Trong tình yêu hôn nhân và gia đình, đừng bao giờ mong cầu vào việc thay đổi một ai khác. Khi một ai đó muốn thay đổi bản thân là ở bản thân họ muốn, chứ không phải do bạn quyết định. Vậy nên hãy dừng ảo tưởng sức mạnh quá lớn vào bản thân. Hơn thế nữa, khi mong cầu ai đó thay đổi, đặt niềm tin và sự kỳ vọng quá nhiều vào sự thay đổi đó, rồi tới lúc người ta không làm được, thì người khổ đau và u sầu nhất không ai khác chính là bạn. Nếu như bạn muốn thay đổi ai đó, hãy thay đổi chính mình trước. Còn nếu như bạn không thể thay đổi chính mình, thì đừng bắt ai khác phải thay đổi. Bạn không thể thay đổi ngoại cảnh, chỉ có thể thay đổi cách mình phản ứng với ngoại cảnh đó. Buông những suy nghĩ về tình yêu hôn nhân hoàn hảo. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng tình yêu hôn nhân là màu hồng, nhưng giờ chúng ta hãy buông những suy nghĩ đó, vì đó là niềm tin không hề thực tế. Tình yêu là một bức tranh muôn màu, lúc hồng, lúc xanh, lúc đen, lúc xám. Tình yêu là khúc nhạc, lúc thăng, lúc trầm, lúc cao, lúc thấp.